Rồi kính chào tất cả anh chị có mặt ngày hôm nay thì lần đầu tiên nhóm Mỹ Tho Xây Dựng Nay và nhóm Đồng Hương Mỹ Tho Tiền Giang thì đa số là bên Đồng Hương Mỹ Tho Tiền Giang các anh chị ở bên Cú Bà về Cao Ly về thì chị lần đầu tiên hai nhóm mình được gặp mặt nhau tại Mỹ Tho Tiền Giang thì không có gì hơn. Đầu tiên thì nhân dịp bước sang năm mới thì chúc hai nhóm của mình, chúc các anh chị cùng gia đình luôn bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là cũng là dịp mà chúng ta gặp gỡ để biết mặt nhau, thì những cái anh chị lâu nay thì mình chỉ biết mặt trên Facebook thôi chứ không có gặp ở ngoài, thì nhân dịp chỉ có cơ hội này thì mình mới là có dịp gặp gỡ với nhau. Thì sau đây cũng xin giới thiệu qua từng thành viên ha. Bây giờ thôi xin giới thiệu bằng bên đây trước ha, anh Hùng có ý kiến gì không? Thì xin thôi bây giờ anh Hùng có ý kiến trước khi nhập tiệc đây giúp đỡ của Đồng Hương Mỹ Tho Tiền Giang nè, xin mời anh Hùng Trần. Từ xa về mà nghe cái dịp và tất nhiên bên này về cái dịp về thì đây quan hệ chào tất cả bà con với tôi của mình. Thì thôi để chúng ta có thể biết mặt nhau thì trong buổi tiệc hôm nay thì đầu tiên sẽ giới thiệu bằng bên đây trước ha. Rồi anh nào không muốn giới thiệu anh né đâu. Dạ đầu tiên xin giới thiệu là anh Cao Văn Sát, Phan Cao. Đây đây, anh Sát thì cũng Sát về một năm ha, anh Sát cũng người bằng Cali thì về đây cũng một năm rồi. Thì anh trước kia Mỹ Tho thì anh về đây năm rồi, bây giờ là Mỹ Tho, trước kia là Cali giờ Mỹ Tho. Đây thứ hai là anh Hứa Thanh Trắng. Đây ở đây cũng là nhiều năm trong thể thao thôi, đá bóng hay là chạy nhả luôn, bây giờ anh thắng anh chạy cũng là người bên Cali. Dạ. Tiếp theo là chị Hương. Chị Hương xưa là hiệu trưởng trường trường mẫu giáo Hòa Mi vậy. Sân ca hả? À, sân ca được năm kỳ cái nghĩa không? Và chị Hương cũng được hiệu phó hả? Và chị Hương cũng được bên Cali. Sơn Thanh của anh Trường, đừng quên viên. Đây là anh Quân. Điện ảnh xưa từng xuống trường của tôi dạy điện ảnh cho bé học trò. Đây là xã của anh Quân. Anh chị chính diện Quân. Dạ, chị Giang là xã Quân. Chị Bông hả? Ủa sao Bông chưa tới hả? Bạn chơi chị Linh, anh Mỹ Tho. Đây là anh Hùng.